Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một trụ tinh thể thạch anh trắng đã được mài đánh bóng từ đá chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Trụ thạch anh khá đẹp, mài đánh bóng khá kỹ nha. Đây là độ bóng hoàn toàn là độ bóng tự nhiên của đá này, đã được cái bóng độ bóng tự nhiên, phần chóp cũng tương đối là trong. Tôi soi đèn để quý vị thấy nha. Đấy, độ trong của đá là khá tốt luôn. Quý vị nhìn thấy độ thông đèn đó cực tốt. Đây là những cái đường nứt, đường dạn tự nhiên của đá. Đấy, độ trong thì khỏi bàn luôn. Một mẫu thạch anh trắng chuẩn hàng tinh thể đã được mài đánh bóng từ đá thạch anh thiên nhiên tự nhiên. Mẫu này thì có được chiều cao từ trên đỉnh này xuống dưới này là 30, được gần 30 gần 39 cm quý vị nhé. Bề ngang điểm rộng nhất này là 20 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 15,5 kg. Đấy. Và riêng đá không, tác phẩm này nặng là 13 kg. Đã được lên một cái chiếc đế gỗ xoan khá đẹp. Và hiện mẫu thạch anh này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 3.700.000 đồng. Quý vị nếu quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết là đá thạch anh trắng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, nếu sai xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Quý vị nào yêu thích đá còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cam kết tất cả các cái sản phẩm bên tôi bán đều là hàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ lại với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.